anh em. Chúc anh em buổi sáng lạnh lẽo nha, lạnh quá. Mình đợi nắng lên rồi mình mới dám đi à. Lạnh gì lạnh thấy sợ. Lại sáng lạnh quá mình đi cũng theo mình á, đi cũng không có gì nữa. Lạnh quá chim cò nó không ra sao. Nắng lên chim cò nó mới ra. Rồi thôi. Đi anh em ơi. Anh em theo dõi những pha bắn của mình nha. Let's go. Trên cu anh em. Hết rồi. Ê đẹp nha. Cu nằm trên bụi bông 10 giờ thì phải. Sáng sớm lụm được cảnh đẹp luôn anh em ơi. Mình đi nãy giờ không có gặp con gì trơn. Nãy giờ chạy khúc xa xa rồi mới gặp được con cu nè. Rồi thôi tiếp tục anh em ơi. Chúng ba con này không được con nào cho anh em. Sạc lông không à. Gớt bả nha anh em. Anh qua mình lụm á. Con này mình mới bắn này nè, cu ngói, cu máy, nó bay vào tới đây chết à. Đầu đằng bụi cây á, trên dây điện, mạnh ghê á, có bắp, lọt ớt nè, mà nó bay tới đây nó mới chết mới ghê. Rồi trời ngậm cũng gom chi cha, chết rồi mà. Rồi thôi. Tiếp tục anh em ơi. Gớn gù nè. Ê, chắc không tắm với nó anh em ơi. Nó tắm đã quá. Sáng giờ gặp cò nè mà nhé quá, đậu xe lại bay à. Chết cò nè, rồi tới công chuyện đó luôn rồi, gãy cánh à. Mẹ không, để mình qua bãi mình kiếm thử luôn nha anh em. Nó nè anh em, nãy giờ tụi mình qua đi xa lắm mình tính đâu nó chạy mất rồi chứ. Vậy mà nãy giờ nó còn nè, để bắn ra nó chết nha, gượt mệt quá. Đất. Ấy, lại là hoa 10 giờ. Đó, sao có con cọng vậy trời, có con bông à. Đó, để mình đứng bên kia kìa, mình bắn, mình phải đánh một cái vòng xa là bộ vô đây nữa, cái nào nó mất rồi chứ mà nó cũng đứng đó. Đây cò thành long nha, mệt quá anh em ơi, bỏ thì tiếc, đi qua nó xa, mà sao con này hên nó đi qua cọ chứ, bình thường đi cái này nó lủi mất rồi. Rồi thôi đi ra tiếp tục anh em ơi, go go. Chết, chết cò. Nè. Trời 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 trời. Nó bay lên luôn kìa, kìa. Rớt, con nó rớt chắc. Rớt. 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 Rồi kiếm đường trong lụm nha. Trời nam. Hàng rào không à. Vô mới được, mình chạy một vòng luôn rồi. Hàng rào không à. Cái vườn không có người mình không dám leo nha, có mình mất công lắm. Thôi mệt em ơi, con nó chết chắc, nó rớt. Bây giờ đó là nó đậu hết nổi rồi, nó rớt xuống mà vô không được, người ta gạo vòng vòng hết rồi, leo vô mất công thì người ta thấy, người ta chửi. Mình vô bán được con cu gạo anh em, mệt quá, nắng mà đi một vòng trời ơi, lụm được con cò nữa, buồn dễ sợ. Thôi tiếp tục đây mà. Trời ơi trời, rất có mấy con lông anh em ơi. Chết cò này. Kìa kìa nó chạy. Thôi, tới công chuyện như mày rồi. Đừng quần sao nha mày. Chạy hả mày. Còn nha anh em. Khoái mấy con vậy đó. Đậu xe là mình không bay, khỏi rình. Mệt. À, nắng quá nè, nắng rồi gặp cược nữa nè, ôi nó mệt, khỉ cánh, chạy, đây, thôi tiếp tục anh em ơi. Chết. Đây nè, nằm dắt. Chết 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 chết. Mà anh em ơi, Cu Cườm nha. Rồi thôi tiếp tục anh em ơi. Rớt. Rồi nữa nha anh em. Cườm nha anh em, kể cánh rồi ớt xiên lên cánh luôn anh em. Tính về nuôi mà chắc nuôi cũng được quá. Cườm nha, hai con mới bắn đẳng con, lại đây con nè. Rồi tiếp tục anh em ơi. Rồi tiếp tục anh em ơi. Dưới câu này trúng Cu Ngói nè, bay luôn. Gạo thấy câu mình thấy ghê không, móc là dính, móc là dính lại ăn. Rồi tiếp tục anh em ơi. Gạo nha anh em. Chào chào. Đây, giờ anh em ơi, bắn là một chuyện, lụm là một chuyện nha. Lụm cực bắn nha. Rồi, tiếp tục. Rồi, chào anh em nha. Cũng trễ rồi, mình về. Mệt quá. Sáng giờ bắn cũng được nè, tạm được. Nè, thành quả của mình nè. Một con cò, hai con cò, hai cu đất, con Cu Ngói nè, miếng mới cu gạo nè, 16-17 con gì á. Mệt quá, nắng nhiêu đây đủ rồi. Nay đủ rồi để cho anh em coi mà. Quay cũng ít à. Quay nhiều quá đăng lên rồi có nhiều anh em phản cảm ha. Quay đủ coi thôi. Còn kia bắn làm gì làm. Không có quay. Mới mướn nhỏ kìa nè. Mai đi theo lụm chim. Để mai nó lên rồi mình giới thiệu cho anh em biết nha. Nhỏ đã lắm, xiên lắm. Phái lụm chim lắm. Rồi thôi. Chào anh em nha. Bye bye anh em.